Chúng ta của 8 năm sau, Tuấn tìm đến gặp xin lỗi ông Quảng. Dương ngỡ ngàng phát hiện ra sự thật. Vậy là Tuấn đã đi một nước cờ đầy bất ngờ khi đánh tráo bản ADN. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng ông Quảng là một kẻ chẳng ra gì, thủ đoạn, đê tiện trước mắt bố mẹ. Và cũng có nghĩa rằng mối quan hệ giữa anh và Dương sẽ phải chấm dứt. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Vì Tuấn biết, lúc đó nếu như sự thật Quân là con của lão đại thì với tính khí của Quân sẽ không biết có chuyện gì xảy ra. Anh không muốn mất đi một người em tốt như Quân, cả không muốn gia đình mình lại đầy những mâu thuẫn. Tuy nhiên, tốt mình thì lại hại người. Việc này không chỉ khiến cho ông Quảng trong mắt gia đình mình xấu đi, mà còn đẩy cho mối quan hệ giữa ông và Dương rơi vào mâu thuẫn và hiểu lầm gay gắt. Tuấn đã tìm đến gặp để xin lỗi ông Quảng. Hai bác cháu nhâm nhi chén trà trầm ngâm. Tôi thực sự xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi. Không biết cậu có tin tôi không? Tôi hoàn toàn không chú ý dàn dựng câu chuyện như vậy. Dạ, hôm nay cháu đến đây là vì chuyện đó ạ. Cháu thành thật xin lỗi bác và mong được bác tha thứ. Tuấn lên tiếng đầy hối lỗi. Tôi tha thứ? Sao lại vậy? Ông Quả ngạc nhiên ngước nhìn. Chính cháu là người đã can thiệp đánh tráo bản xét nghiệm ngược lại với kết quả bản ADN mà anh Đức đưa ra. Cậu bảo sao? Cậu đã đánh tráo sự thật. Vậy cậu Quân kia là con của lão đại? Dạ, cháu biết cháu làm vậy sẽ làm khó cho bác. Nhưng trong trường hợp này, cháu không còn lựa chọn nào khác là để bảo vệ gia đình và tránh điều đáng tiếc xảy ra với Quân. Cháu có lỗi với bác, với Dương ạ. Tuấn cúi mặt xuống. Anh Tuấn, anh nói sao? Chính anh là người đã thay đổi kết quả ADN sao? Dương đẩy cửa bước vào, tiến đến trước mặt Tuấn. Anh xin lỗi. Tuấn nhìn Dương đầy đau khổ. Sao anh lại làm vậy? Anh bảo là anh yêu em cơ mà. Tại sao anh lại khiến cho cả em, cả bố em trở thành một kẻ tội đồ trước mắt bố mẹ anh như vậy hả? Dương đau khổ gào lên, nhìn sang bố Quảng đầy chua xót. Tuấn cúi mặt xuống. Cậu ấy cũng có điều khó xử, bố không trách cậu ấy đâu. Ông Quảng lên tiếng. Bố có thể không trách, nhưng bố có hiểu cảm giác của con như thế nào không? Những ngày qua, bố có biết con đã hận bố nhường nào không? Con ước con đừng là con của bố đấy. Đoạn Dương quay sang nhìn Tuấn. Anh là đồ tồi. Dương quay người bỏ chạy ra ngoài. Dương. Tuấn toan đuổi theo nhưng ông Quảng đã giữ lại. Có lẽ con bé cần một chút thời gian. Không sao đâu, cậu về đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Tuấn lặng lẽ bước ra về, trong lòng đầy những nặng trĩu.